Nếu take care quartermaster, you can sure and help take care of running a you know a department store uh thing. Xin được chào mừng quý khán giả xem YouTube. Kính thưa quý vị, càng gần sát ngày bầu cử 3 tháng 11 có thể cảm nhận sức nóng từ mọi phía đang bủa vây hòm phiếu. Từ việc Đảng dân chủ thúc đẩy bỏ phiếu qua thư cho đến việc có áp dụng quân đội vào cuộc bầu cử hay không, có thể nói tổng thống Trump đang phải đối mặt với rất nhiều cạm bẫy của kẻ thù ngay chính trong lòng đất nước. Nhưng với tư chất của một chiến binh không màng gian khó, có thể nói những quyết sách và tuyên bố của tổng thống Trump hiện nay đã và đang đẩy đối phương vào tình thế không biết đâu mà lần. Von Vlog kính mời quý vị nghe tiếp bài viết của ký giả Xuân Trường. 2020, mưu đồ đảo chính lần thứ N của Đảng Dân Chủ. Từ tháng 2 năm 2020, sau nhiều cuộc đảo chính bất thành kể từ khi ông Trump chính thức đặt chân vào Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2017, Đảng Dân Chủ và các thế lực nhà nước ngầm lại mưu đồ hết Tổng thống Trump ra khỏi tòa Bạch Ốc bằng một cuộc đàn hạc cho hề và cuối cùng thất bại thảm hại khi các chiêu trò được áp dụng dựa trên yếu tố cả chủ quan lẫn khách quan như virus vũ hán đóng cửa nền kinh tế đập phá bạo loạn bãi bỏ cảnh sát vân vân phản tác dụng nói chính xác hơn là thất bại ê chề giờ đây nhà cầm quyền đảng dân chủ lại đang công khai nói về việc dàn dựng một cuộc đảo chính bắt đầu bằng những phát ngôn từ bộ quốc phòng mỹ để lặng lẽ định hướng dư luận rằng quân đội sẽ không tuân theo mệnh lệnh của tổng thống tất cả những tuyên bố trên đều xuất phát từ các cựu tướng lĩnh mà đa số là những nhân vật từng phục vụ dưới thời cựu tổng thống Barack Obama và được big media giúp lan tỏa tới công chúng Mỹ. Tháng 7 năm 2018, CNN từng bật mí rằng một loạt các tướng tá trong chính quyền tổng thống Trump đều bất tuân các yêu cầu của ông và cnn new york times cố gắng minh họa sao cho dân chúng mỹ tin rằng tổng thống hoa kỳ không đủ khả năng trở thành người đàn ông quyền lực nhất thế giới tờ cnn úp mở bộ trưởng quốc phòng james mattis khi ấy nằm trong số các quan chức hàng đầu bất tuân đó được cho là đã đưa ra những bình luận miệt thị về tổng thống trump trong các vấn đề liên quan tới syria và triều tiên với nhận xét ông trump hiểu các vấn đề này ở cấp độ của một học sinh tiểu học Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ John Hyen, người chịu trách nhiệm về chỉ huy hạt nhân hàng đầu của Mỹ, cho biết ông phản đối lệnh của Tổng thống Trump về một cuộc tấn công hạt nhân nếu điều đó là bất hợp pháp. Còn CNBC đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Mark Esper đã phản đối việc áp dụng đạo luật phục sinh cho phép Tổng thống Trump triển khai quân đội Mỹ tại ngũ để ứng phó với tình trạng bất ổn dân sự do Antifa Black Lives Matter gây ra ở các thành phố lớn trên khắp nước Mỹ hồi tháng 5 năm nay. Khi các cuộc bạo loạn ngày càng bùng phát dữ dội của các nhóm khủng bố nội địa và sự tiếp tay của các thống đốc đảng Dân Chủ điều hành hồi đầu tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã tuyên bố công khai trên truyền thông là Tổng thống không nên viện dẫn đạo luật phục sinh. Truyền thông cánh tả đã ồ ạt đưa thông tin này, đồng thời diễn giải mổ xẻ thông điệp của Bộ trưởng Quốc phòng là Ngài Tổng thống đừng bảo chúng tôi làm điều đó bởi vì chúng tôi sẽ không làm thế và Ngài biết điều gì sẽ xảy ra sau đó. Tất cả những chiêu trò này của truyền thông cánh tả đã hà hơi tiếp sức để ứng viên Joe Biden tự khẳng định với Fox News rằng quân đội sẽ hộ tống Trump khỏi Nhà Trắng với một công văn tuyệt vời. Nếu Tổng thống từ chối rời khỏi văn phòng, chưa hết cựu phó Tổng thống Al Gore dưới thời chính quyền Bill Clinton cũng công khai đồng tình với quan điểm này của Joe Biden. Có thể bạn cho rằng đây chỉ là câu bình luận bông đùa của một bệnh nhân đang sa sút trí tuệ và của một người ẩn đắp luôn đưa ra các chính sách vận động phục hưng nước Mỹ từ bên trong tầng hầm căn nhà ông ta đang ở. Nhưng Đảng dân chủ không hề vô tình ngây thơ như bạn nghĩ. Họ có hẳn một chiến lược bài bản để tẩy não người dân Mỹ từng bước trước khi đảo chính, ngay cả khi cho ông Joe Biden ngủ gật phát biểu những câu nói vô thượng vô phạt như trên. không phải ngẫu nhiên khi tờ Washington Post gần đây ngày 3 tháng 9 đã đăng một bài viết với tiêu đề Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Bài báo đã công khai vạch ra một kịch bản trong đó Trump thắng các đảng viên dân chủ tuyệt vọng và ngược lại. Họ đã cố tình rò rỉ kể một câu chuyện diễn ra vào mùa hè về một cuộc họp mà có khoảng 100 người thuộc đảng Dân Chủ, những người từng là đảng Cộng Hòa, chống Trump và các thế lực ngầm khác theo xu hướng của trùm tỷ phú George Soros, cùng nhau chơi trò sổ số, vạch ra các phương án kết quả khác nhau trong cuộc bầu cử năm 2020. Kết quả cuối cùng là một chiến thắng tuyệt đối của đương kim Tổng thống Trump, tuy nhiên cựu tránh văn phòng Nhà Trắng của Bill Clinton là john podesta người đóng vai joe biden đã từ chối nhượng bộ gây sức ép với các bang rằng trump đã thắng đề cử đảng viên dân chủ tham gia cuộc bỏ phiếu chính thức của đại cử tri đoàn và tin tưởng rằng quân đội sẽ lo phần còn lại báo cáo cố tình được rò rỉ này cho thấy nếu có sự tranh chấp từ cuộc kiểm phiếu sau bầu cử thì các giải pháp kỹ trị tòa án và sự phụ thuộc vào giới tinh hoa tuân theo các chuẩn mực không phải là câu trả lời mà nó hứa hẹn rằng những gì diễn ra sau cuộc bầu cử tháng 11 này sẽ là một cuộc chiến đường phố, không phải một cuộc chiến pháp lý. Nghĩa là big media đã xác nhận với dân chúng Mỹ rằng khả năng bạo loạn sau cuộc bầu cử nếu tổng thống Trump tái đắc cử sẽ xảy ra, thêm hai dữ liệu cơ sở khác mà không thể bỏ qua. Dữ liệu thứ nhất đó là vào ngày 11 tháng 8, hai hạ nghệ sĩ Eliza Slotkin tiểu bang Michigan và Mickey Sauer New Jersey đã, đã viết một bức thư ngỏ tới tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên Quân. Trong thư, hai nghệ sĩ thuộc Đảng Dân Chủ đã thúc giục tướng Mark Milley triển khai sư đoàn dù 82 để áp giải Tổng thống Trump ra khỏi phòng bầu dục vào đúng 12 giờ 1 phút ngày 20 tháng 1 năm 2021 để Joe Biden vào tiếp quả Nhà Trắng. Lá thư là câu trả lời rõ ràng nhất cho âm mưu của đảng Dân Chủ ngay sau khi ứng cử viên Joe Biden đưa ra ý tưởng rằng nếu Tổng thống Trump thua trong cuộc bầu cử 2020 và nếu ông từ chối nhượng bộ, thì lúc đó đảng Dân Chủ có thể phải nhờ tới quân đội hộ tống ông ra khỏi Nhà Trắng. Dữ liệu thứ hai là chỉ khoảng một tháng sau, bà Hillary Clinton tuyên bố công khai rằng Joe Biden không nên nhượng bộ cuộc bầu cử trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Điều này nghe có vẻ không giống như lời hùng biện của một chính trị gia tầm cỡ của một chính đảng lớn. Tất cả các sự kiện trên cho thấy đảng Dân Chủ một lần nữa lại có kế hoạch đảo chính Tổng thống Donald Trump ngay cả khi ông chiến thắng trước Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Vì sao Big Media và đảng Dân Chủ công khai âm mưu đảo chính? Câu trả lời đơn giản bởi vì các thế lực nhà nước ngầm Deep State biết rằng để âm mưu đảo chính này thành công phải làm cho nó không được giống như một âm mưu và vào mọi thời điểm, mọi lúc, mọi nơi họ cần phải gieo vào tâm trí dân chúng Mỹ và công chúng thế giới rằng việc hạ bệ Tổng thống Trump khỏi nhiệm kỳ một cách bất hợp pháp phần nào là do lỗi lầm của chính ông độc tài phát xít, tham quyền cố vị vân vân và vân vân. Họ tẩy não dân chúng Mỹ không nên bận tâm đến phát ngôn ngông cuồng của Joe Biden rằng tổng thống Trump sẽ từ chối rời khỏi nhà trắng khi ông tin rằng mình đã thắng một cách hợp pháp mà điều họ muốn nhấn mạnh qua phát ngôn chắc nịch của Hillary Clinton rằng Joe Biden không nên để thua trong bất kỳ trường hợp nào trọng tâm của âm mưu đảo chính của Đảng Dân Chủ chính là bằng mọi cách phải thổi phòng nguy cơ đại dịch virus Vũ Hán với sự tiếp tay của CDC, Big Tech, Big Media, Big Pharma để ngăn không cho người dân Mỹ trực tiếp đi bỏ phiếu, từ đó dẫn đến việc bỏ phiếu qua thư. Đây là hình thức tạo điều kiện để Đảng Dân Chủ gian lận phiếu bầu và câu giờ kiểm phiếu. Đầu tháng 9, công ty phân tích Houghfish ủng hộ Joe Biden đã thông báo rằng có khả năng Tổng thống Trump sẽ thắng trong một trận đấu long trời lở đất vào đêm bầu cử 3 tháng 11, nhưng có thể thua sau khi Đảng Dân chủ kiểm đếm các lá phiếu qua thư. Giám đốc công ty Houghfish là John Mandelson cho biết một kịch bản có thể xảy ra khi Tổng thống Trump nắm giữ một cuộc bỏ phiếu đại cử tri 408-130 vào đêm bầu cử 3 tháng 11 nhưng chỉ có 15% phiếu qua thư được kiểm. Nhưng sau khi tất cả các lá phiếu được kiểm, công ty này dự đoán Joe Biden cuối cùng đã giành được chiến thắng lớn 334-204. Ông Mendelson nói, khi mọi cuộc bỏ phiếu hợp pháp được kiểm tra và chúng ta đi đến ngày cuối cùng, tức là một ngày sau ngày bầu cử thì thực tế sẽ cho thấy những gì đã xảy ra trong đêm bầu cử chính xác là như vậy có vẻ như Donald Trump đã dẫn trước và về cơ bản ông ấy sẽ không chiến thắng khi mọi lá phiếu đều được đếm trong khi đó CEO Facebook Mark Zuckerberg cũng nói rằng người Mỹ phải quen với suy nghĩ rằng kết quả bầu cử có thể mất vài tuần để được xác nhận sau cuộc bỏ phiếu 3 tháng 11 và tình trạng bất ổn dân sự có thể xảy ra còn trader thì ra thông báo họ sẽ xóa bất kỳ dòng tweet nào tuyên bố chiến thắng trước khi kết quả bầu cử được chứng nhận, có nghĩa là Twitter gián tiếp xác nhận nền tảng này sẽ ngăn chặn những người ủng hộ tổng thống Trump thách thức tính hợp pháp của bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc công bố người chiến thắng. Trường hợp xấu nhất sẽ dẫn đến kết quả là một số tiểu bang không rõ ràng về số phiếu bầu, khi ấy tranh chấp gay gắt sẽ xảy ra đến mức không ai có thể tuyên bố chính xác là người chiến thắng. Nhiên, lúc ấy cả một hệ thống nhà nước ngầm đứng sau chống lưng sẽ giúp đảng dân chủ tuyên bố Joe Biden giành chiến thắng Trung Quốc. Xin thưa quý vị như tổng thống Trump đã từng cảnh báo nếu Joe Biden giành chiến thắng đảng cộng sản Trung Quốc sẽ chiếm nước Mỹ. Đồng thời, nhiều nhà quan sát cũng nhận thấy nước Mỹ nếu dưới sự lãnh đạo của Joe Biden sẽ đi theo mô hình xã hội chủ nghĩa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Xin được hẹn gặp lại ở những vlog tiếp theo.